Xin chào mọi người, Nava VL 2017 xe đi được khoảng 8 vạn rồi. Mình vừa mới lấy chiếc xe này về trong tầm giá khoảng độ 620 triệu. Đây chiếc xe rất hợp lý. Xe chạy 8 vạn nên là mình đã đảo lốp và một số cái lốp thì nó đã có một chút mòn theo thời gian, nhưng cơ bản thì vẫn có thể dùng tầm khoảng độ 10 vạn. Bản này chúng ta sẽ có bộ đèn LED rất là mới của bản VL. Chúng ta có ghế da, chúng ta có hệ thống an toàn mới hơn. Chúng ta có chế độ hai cầu, cầu nhanh, cầu chậm, vân vân và vân mây. Đó. Mời anh em xem cái nội thất một tí. Nhanh thôi. Xe này thì mình làm rất là nhiều rồi. Các bạn có từ khóa của mình là vũ trụ bán tải tại 269 Phạm Văn Đồng. Và các bạn hãy tìm ra từ khóa của mình. Đây, mời anh em nhìn qua cái nội thất một tí. Đây, chất lượng ghế da của cái xe VL trong khoảng 8 vạn đây. Đấy, các bạn nhìn xem. Còn rất là sáng và sạch sẽ nhá, và không có cái nhiều nếp nhăn. Đó, chứng tỏ cái xe này giữ gìn rất là tốt. Nhựa thì đối với cả vật liệu nhựa của Nissan mình nói nhiều trong các clip của mình rồi. Nó đều rất là bền và có độ dài sử dụng. Nên là dùng có khi tốt hơn nhiều cái đồ như của Honda hay Toyota. Đó. Những cái độ hao mòn nhất định, độ mòn của tay lái, của cần số của tay phanh các thứ nó chấp nhận được trong khoảng độ 88 vạn, tức là nó rất là tương đương với con số khoảng 8 vạn của xe. Xe được mộc trần nhá, được mộc trần nên là nó giữ được cái độ trần rất là sạch. Ngoài ra có thêm cái cam này nữa, cam phía trước với cả một vài cái nhỏ nhỏ như là dán kính cái ốp xung quanh cái tapi bên cửa. Cơ bản là vậy, và chất lượng của hàng ghế sau cũng rất là tốt. Xe thì chưa có thùng. Trong tầm tiền này thì mời anh em đến xem xe với mình nhé.